Lại một ngày nữa trôi qua rất là nhanh và hôm nay chị Anh đã có một buổi liên hoan nho nhỏ với team của mình cho 20 tháng 10. Team của chị Anh khá nhiều là phụ nữ, chỉ có hai người là đàn ông, nên những buổi như 183 hay 20 tháng 10 đều liên hoan rất là to. Chị Anh gần đây khá nhiều người hỏi, kể cả báo chí mà phỏng vấn chị Anh, họ cũng hay hỏi là chị Anh có cách nào để vượt qua stress, vượt qua những cái căng thẳng trong công việc, trong cuộc sống. Vì mọi người cũng hay thấy là chị Anh làm khá là nhiều việc, một lúc chạy hai công ty, ở nhà thì làm vợ rồi làm mẹ của một đứa bé chưa đầy 2 tuổi. Nên là mọi người rất tò mò là chị Anh thường xử lý những tình huống stress hay là vượt qua stress như thế nào. Chị Anh nghĩ là điều cơ bản mà ai cũng cần hiểu và chấp nhận, đó là chúng ta không thể nào trốn tránh được stress. Vì nếu bạn làm một cái gì đó mà bạn thực sự là quan tâm và dành hết sức cho nó, thì chắc chắn sẽ có những thời điểm mà bạn bị stress. Vì khi mình chờ đợi ở một cái gì đó thì mình sẽ bị thất vọng hoặc là bị căng thẳng khi nó không diễn ra như mình đã chờ đợi. Còn nếu mà mình không bao giờ stress cả, chứng tỏ là mình cũng không bao giờ làm cái gì khó hoặc không bao giờ làm cái gì quan trọng đối với mình, thì đó thực ra không phải là một trạng thái mà mình nên có. Vì vậy trước tiên mình hãy hiểu là stress không phải là một kẻ thù xấu như báo chí hay trên các bài viết thường hay nói. Đương nhiên nó có hại với sức khỏe nếu mà mình trường kỳ mình để cho nó hành hạ cái tinh thần cũng như cơ thể của mình. Vì vậy hôm nay chị Anh muốn nói về cách đối mặt với stress, nhưng mà chị Anh không muốn mọi người nghĩ là stress là cái gì đó mà phải tránh bằng mọi giá, mà stress là cái bạn cần phải biết là nó sẽ đồng hành với bạn suốt quá trình bạn khởi nghiệp, kinh doanh hoặc là làm việc. Làm mẹ, làm vợ cũng sẽ có stress, nên mình càng làm bạn được với nó thì mình sẽ càng sống được tốt hơn và sẽ không bị nó tiêu khiển chính mình. Đó là điều đầu tiên. Chấp nhận stress là một phần của cuộc sống. Và khi bạn cảm thấy cơn stress nó đến ý, thì trước khi mình làm gì hay nghĩ gì thì mình hãy tĩnh lại và đón nhận nó, xác nhận là ok, mình đang cảm thấy stress, nó đang ở trong người mình, nó đang đến mình. Và mình hãy thở nhẹ để ít nhất là mình bình tĩnh xuống và mình để cho cảm giác đấy nó hoàn toàn nó lĩnh hội vào cơ thể mình, rồi sẽ đến lúc nó lại bốc đi, nhưng mà mình phải cảm nhận nó một cách trọn vẹn thì mình mới vượt được qua nó. Nên điều này cũng rất quan trọng. Mọi người đừng quay lưng chạy đi khỏi stress mà hãy đối mặt với nó, cảm nhận nó, hiểu tại sao mình đang cảm thấy stress. Có phải là vì công việc hôm nay mình làm chưa tốt hay là team mình làm chưa tốt khiến cho kết quả nó bị ảnh hưởng? Vậy mình có thể làm gì ngày mai hoặc là tuần sau để cải thiện tình huống hiện tại mình có? Thì đó, mình phải cảm nhận được nó trọn vẹn, mình mới hiểu nguyên lý do và mình mới tìm được một cái giải pháp cho tình huống đó trong tương lai. Thứ hai là ngay trong lúc bạn cảm thấy stress nhất hoặc bực dọc nhất thì lại nên nghĩ về những điều gì mà mình cảm thấy biết ơn là mình có. Tức là bạn hãy tập trung vào những cái gì bạn đang có và những cái gì đang tốt đẹp, thay vì tập trung vào cái gì đang mất hoặc đang hỏng hoặc là đang tệ. Những cái gì bạn đang có
có thể là gia đình, căn nhà của bạn, có thể là những người đồng nghiệp thân thiết hoặc những người bạn xung quanh bạn vẫn luôn ủng hộ bạn. Sức khỏe là một gì đó, một tài sản rất là quý giá, và chừng nào mình còn sống, mình còn khỏe, mình còn làm việc được, làm những gì có thể khiến cho mình và gia đình mình hạnh phúc được, đó là một món quà và nó rất là lớn lao. Thực sự là lúc nào chị anh nghĩ đến những gì chị anh đang có, như là chồng con, bố mẹ, sức khỏe của bố mẹ, sức khỏe của con, của chồng, sức khỏe của chính mình, là chị anh đã thấy mình rất là giàu có, rất là trọn vẹn. Và xung quanh trong cuộc sống, dù sự nghiệp hay công việc có những cái có những cái thất thoát, hoặc là có những cái mất mát, có những cái bị hỏng, thì mình cũng thấy nó rất là bé nhỏ so với những gì lớn lao mà mình đang có. Và nếu mà trong lúc bạn cảm thấy stress, căng thẳng, bạn nghĩ được về những điều mà bạn trân trọng, thì bạn sẽ lại càng định hình được hơn thực sự là cái vấn đề mà đang gây stress cho bạn nó lớn đến mức nào so với cái gì bạn đang có. Và trong 2 năm nữa, 5 năm nữa thì nó còn lớn đến mức nào, nó sẽ còn bé hơn nữa, như một hạt bụi. Chị anh hay tưởng tượng là cái gì hôm nay khiến cho chị anh khó chịu thì một tuần sau, một tháng sau, một năm sau nó sẽ khiến cho chị anh cảm thấy thế nào. Và đa số thời gian mình sẽ cảm thấy là nó chả có ý nghĩa gì cả. Có thể một người hôm nay khiến cho mình bực dọc, 2 năm nữa người đó trong cuộc sống của mình có ý nghĩa gì và ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình trong tương lai. Đó, thì mình phải luôn bước ra đằng sau và để mọi thứ nó cân bằng lại, không để một chuyện nó bị phóng đại quá mức khiến cho nó méo mó cái sự thật của mình. Và khi bạn càng phóng đại những cái vấn đề của bạn thì bạn sẽ càng căng thẳng hơn, và nó sẽ gọi là dồn lại và càng cộng hưởng thành một cái vấn đề mà nhẽ ra không đáng có. Thứ ba là chị anh, nếu mà một ngày chị anh bị căng thẳng hoặc stress nhiều thì sau khi ăn tối chị anh sẽ lên giường ngay lập tức, nằm thật là duỗi, thư giãn, đọc một cái gì đó nhẹ nhàng, thậm chí xem một cái gì đó giải trí trên YouTube. Nói chung là mình tìm mọi cách để mình không tiếp tục dày vò bản thân với cái vấn đề đấy nữa. Và kể cả khi mình biết là nó vẫn đang dở dang, nó vẫn chưa được giải quyết, cũng không có nghĩa là mình phải suy ngẫm đến lúc mà mình tìm được phương án, mà mình phải tìm cách gọi là unplug, tức là rút điện, rút chính mình ra và cho phép mình được nghỉ ngơi, được nạp lại năng lượng bằng cách là ngủ sớm, thư giãn. Đặc biệt là khi đi ngủ ấy, thì trong lúc đấy cơ thể mình cũng như là trong não được nghỉ ngơi, nó sẽ có khả năng tự chữa những cái căng thẳng của mình mà do stress đã gây ra. Đồng thời, cái này chị anh không biết vì sao, nhưng chị anh thấy là thường sau một giấc ngủ dài và nghỉ ngơi thì sáng hôm sau lúc chị anh mở mắt ra, tự nhiên cái vấn đề hôm trước khiến mình căng thẳng, mình thấy nó cũng không đến mức lớn lắm, hoặc là mình lại tự nhiên mình nghĩ ra một cái giải pháp ngay trong giấc mơ, hoặc là ngay lúc mình mở mắt tự nhiên mình biết là mình phải làm thế này. Và cả ngày hôm đấy mình sẽ tập trung vào việc đó và mình không còn bị nghĩ ngợi đến cái vấn đề khi mình stress nữa. Nên chị anh nghĩ giấc ngủ rất quan trọng và nó giúp đầu mình sắp xếp lại các thông tin và khiến cho mình ngày hôm sau minh mẫn hơn để xử lý tình huống, để quyết định lại công việc và biết cái gì cần làm trước, cái gì cần làm sau. Đừng bao giờ cố gắng thức giấc để giải quyết một vấn đề khiến bạn căng thẳng. Còn nếu bạn căng thẳng quá, bạn không ngủ được, thì bạn cần giải quyết nó bằng cách là xem phim, rồi nghe nhạc, thư giãn, thiền, hoặc là thậm chí uống thuốc ngủ nếu mà bạn thực sự không đi vào giấc ngủ được, để mình có cái khả năng gọi là hoàn toàn nghỉ tĩnh và nó xả hết những cái stress ra khỏi cơ thể sau khi mình được nghỉ ngơi. Một cái tiếp theo là chị anh nghĩ mình phải chia sẻ, tức là cái gì mình thấy stress
Không ai bảo mình phải ôm nó vào người và tự gặm nhấm một mình, mà bạn nên chia sẻ với người thân, với bạn bè, đồng nghiệp. Không, trên không ủng hộ việc phàn nàn, tức là chia sẻ nó khác với việc phàn nàn kêu ca. Tại khi mình kêu ca, mình phàn nàn thì nó là một cái năng lượng rất là âm tính, rất là tiêu cực, và nó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của những người mà phải nghe. Họ tâm trạng của họ cũng sẽ đi xuống, hoặc họ cũng bị cảm nhận cái stress đấy của bạn. Thay vì thế thì bạn chia sẻ như là một cách là: bạn ơi, mình có vấn đề như thế này, nó khiến mình đang rất là lo lắng, bạn nghĩ sao? Thay vì việc là xả để rồi cuối cùng cả mình rồi cả người kia đều cảm thấy stress. Khi mà chia sẻ với gia đình xong thì hoặc là bạn bè xong, thường chị anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và nhiều khi chính họ lại có những cái lời khuyên và những cái giải đáp cho mình mà mình không nghĩ đến. Còn nếu kể cả họ không khuyên được thì họ vẫn luôn nhắc nhở chị anh lại là thôi, việc này cũng không không đáng để ý đến mức đấy đâu, hoặc không quan trọng đến mức đấy đâu. You know, take it easy đi. Thì đó là lý do bạn nên chia sẻ để có một người khác nhìn vào cái sự việc, vì qua con mắt của bạn nhiều khi nó cũng chủ quan và nó cũng bị bóp méo so với thực tế. Tiếp theo là tập thể dục. Chị Anh vẫn luôn nói điều này rất là quan trọng. Ngày nào tập thể dục là chị Anh đều thấy ngày đấy rất là sảng khoái, và trong ngày mình có nhiều năng lượng. Khi mình nhiều năng lượng thì khi những việc khó khăn nó xảy ra thì mình cũng phản ứng với nó tích cực hơn, và mình có sự minh mẫn và năng lượng để mình giải quyết nó, hoặc là mình có năng lượng để đấu tranh với nó. Nên là tập thể thao, nhiều người cũng đã từng viết là rất có ích đối với việc xử lý stress, đối mặt với stress. Hoặc nếu bạn đang cảm nhận được stress, đang thấy rất là stress trong người, lúc đấy đi tập thể thao cũng là một lúc rất là phù hợp, tại bản thân cơ thể cử động nhiều sẽ toát mồ hôi, tim phổi hoạt động lên cao và trong người có adrenaline, và cái đấy cũng khiến cho mình thứ nhất là vui lên, có tiết ra cơ thể tiết ra cái hormone endorphin trong người, nó khiến ta cảm giác kiểu hơi lâng lâng vui ấy. Và ngoài ra thì khiến cho đầu mình minh mẫn lại, và những cái cảm giác nặng nề tiêu cực của stress ấy, nó cũng sẽ được giải tỏa qua việc hoạt động đốt năng lượng. Nên là vận động đầu ngày hay vận động lúc bạn stress đều là những cách rất là hiệu quả. Và cuối cùng thì có một câu mà chị em đã từng nghe, đó là do the best you can with what you have where you are, tức là hãy làm cách tốt nhất có thể trong hoàn cảnh của bạn với những gì bạn có. Câu này rất là đúng, tại vì khi mà mình gặp phải khó khăn thì mình phải tìm mọi cách mình giải quyết nó với những cái gì mình có trong tay, với những con người hay là những tài sản hay là những phương pháp mà mình sẵn có. Trong cái tình huống của mình, nếu mà trong tình huống của mình với tất cả những gì mình có, mình đã tìm mọi giải pháp và mình đã làm mọi mọi cách để giải quyết vấn đề đấy mà nó vẫn không giải quyết được, thì ít ra mình sẽ không cảm giác là mình bế tắc, mà thực sự là mình đã cố gắng. Và khi đó, một là mình buông xuôi, hoặc là mình tìm một cái việc khác và mình từ bỏ dự án hoặc là kết thúc hoặc thế nào đấy. Nhưng mà tóm lại là mình phải luôn thử mọi cách trong hoàn cảnh của mình với tất cả những gì mình có, và chừng nào mình còn chưa thử tất cả mọi cách thì mình vẫn phải cố gắng làm và làm, chứ không ngồi nhà nghĩ rồi suy ngẫm rồi tư duy stress rồi các thứ, nó không đem lại cái gì cả, mà bạn cứ phải làm, do it đấy. Chị anh lúc nào cũng nghĩ là cái từ do ấy, nó là một từ chỉ có hai chữ cái, nó rất là ngắn nhưng mà nó mang hàm nghĩa rất là sâu trong mọi hoàn cảnh. Câu trả lời duy nhất đối với chị anh luôn luôn là
just do it như là Nike, còn hơn là ngồi nghĩ ngợi lung tung. Trong hành động sẽ có câu trả lời. Mình làm có thể lúc mình bắt đầu thử một cách gì đó nó chưa phải là cái giải pháp cuối cùng, nhưng mà trong quá trình mình làm, mình tìm tòi thì nó sẽ nảy sinh ra những cái câu trả lời đối với cái tình huống mà đang gây stress cho mình. Ok, chị Anh nghĩ là nếu mà bạn thực sự áp dụng những cái tip của chị Anh ngày hôm nay thì stress sẽ không còn là một kẻ thù nữa, mà sẽ là một người bạn hữu dụng trong hành trình của bạn lúc học tập và đi làm. Chúc các bạn may mắn. Bye!